Kênh thể thao của Đài Truyền hình Quebec xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu giữa hai đội bóng đang có phong độ rất tốt và sẽ là một trận đấu rất đáng được chờ đợi khi mà những ngày qua cả hai huấn luyện viên của hai đội đã có những tuyên bố rất táo bạo trước báo giới rằng họ sẽ chơi tấn công và sẽ là một trận đấu không khoan nhượng giữa hai đội. Trận đấu đã được bắt đầu và đội chủ nhà sẽ chiếm giữ phần sân bên trái màn hình nhỏ của các bạn. Phối hợp khá đơn giản. Công Phượng, Phan Văn Đức, Công Phượng. Trọng tài viên đã căng cờ báo biểu thị. Phan Cao. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn, rất bình tĩnh, giữ bóng rất tốt. Công Phượng, Phan Văn Đức. Rất đẹp đi. Thủ môn đã rất xuất sắc trong tình huống vừa rồi. Đường chuyền chuẩn xác. Một pha phạm lỗi. Phan Văn Đức. Công Phượng. Công Phượng. Nguy hiểm. Không vào. Một tình huống sóng gió bên phía khung thành của thủ môn và chỉ một chút nữa thôi là đã có bàn thắng được ghi. Cú sút không được như ý. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Phối hợp khá đơn giản. Phối hợp khá đơn giản. Đã có tình huống phạm lỗi. Chuyền vào. Một quả phát bóng lên. Các cầu thủ đang chuyền bóng cho nhau nhằm kéo giãn đội hình đối phương, đồng thời làm giảm nhịp độ trận đấu. Giữ bóng rất tốt. Rất đẹp. Tình huống mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Một pha phạm lỗi. Một đường tạt bóng rất nguy hiểm. Phối hợp khá đơn giản. Pha phản công. Một tình huống mà cần phải có sự hỗ trợ của đồng đội.
Với một thế trận như thế này thì đội chủ nhà sẽ rất khó để có thể áp đặt được lối chơi theo cách mình muốn khi mà đội khách đang chơi quá kín kẽ và kỷ luật. Thời gian của trận đấu đã trôi qua phút thứ 30. Phan Văn Đức. Đường chọc khe. Trọng tài đã thổi việt vị trước đó. Bóng đã bị chặn lại. Công Phượng. Phan Văn Đức. Dứt điểm. Một tình huống làm thót tim các cổ động viên. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn, hồi hộp đến từng khoảnh khắc. Trọng tài đã bắt việt vị rất chính xác. Phan Văn Đức. Đường chọc khe. Phan Văn Đức. Còn 5 phút nữa là hiệp thi đấu thứ nhất sẽ kết thúc. Đường chọc khe. Đường chuyền không tốt. Một đường chuyền dài. Giải nghi rất tốt. Các hậu vệ vẫn đang giữ được cự ly rất tốt. Chuyền bóng vào trong. Ý đồ khá tốt, tuy nhiên không thành công. Anh rất cố gắng nhưng không thành công. Rất nhịp nhàng. Tua la lan. Công Phượng. Kết thúc hiệp 1, cả hai đội sẽ tạm thời ra nghỉ và chúng ta hãy cùng chờ xem hiệp 2 của trận đấu sau ít phút. Rất tốt. Không được rồi. Không được. Như vậy là đã có tình huống va chạm giữa các cầu thủ. Một đường chuyền dài.
đường chuyền chuẩn xác. Không được rồi, không được. Sóng gió đã qua trước cầu môn. Rất nhiều những tình huống nguy hiểm đã được tạo ra trong những phút vừa qua. David Silva. Công Phượng. Pha xử lý rất cầu thả. Chuyền bóng tốt. Đã có tình huống phạm lỗi. Anh sẽ làm gì đây? Như vậy là họ đã giành được quyền kiểm soát bóng. Không khí trên các khán đài đang rất náo nhiệt. Phan Văn Đức. Đó là một tình huống vào bóng rất quyết liệt. Trọng tài đã không ngần ngại rút ra một chiếc thẻ vàng. Công Phượng cặp bóng rất dễ dàng. Đường chọc khe. Công Phượng. Phan Văn Đức. Tua La Lan. Chuyền bóng tốt. Tình huống chuyền bóng vào trong. Ý đồ khá tốt nhưng tuy nhiên không thành công. Rất bình tĩnh. Công Phượng. Rất đẹp đi. Bóng đã trúng cột dọc. Tình huống sóng gió trước cầu môn. Như đã như thế này thì sớm muộn họ sẽ có được bàn thắng. Theo quan sát của chúng tôi thì có lẽ một số cầu thủ trên sân đang có dấu hiệu xuống sức. Huấn luyện viên nên đưa ra những sự thay đổi để gia tăng thế trận. Một cú sút. Wow! Một cú sút điểm là không thể cản phá. Việc các cầu thủ tự tin thi đấu và chiếm lấy thế trận sẽ dễ dàng đem lại kết quả thuận lợi cho họ.
cho tới lúc này thì tổ trọng tài điều khiển trận đấu đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Tỷ số trận đấu là 1-0. Chúng ta có thể thấy được sự gắn kết trong những pha tấn công của họ, và đặc biệt là bàn thắng vừa rồi. Trên thực tế thì đôi khi tấn công lại là một cách phòng thủ rất hữu hiệu. Tạt vào trong. Không được. Công Phượng. Một quả đá biên ở vị trí khá thuận lợi. Anh sẽ làm gì đây? Hàng phòng ngự đang tỏ ra rất tập trung. Đường chuyền chuẩn xác. Giữ bóng rất tốt. Nguy hiểm. Cú sút phạt không tốt. Rất tốt. Chuyền bóng tốt. Tuấn Anh. Khá đơn giản. Công Phượng. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình lần sau của Fightback TV. Amen.